Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng là ai? Có phải là Nguyễn Minh Quân? Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Đảng. Tổng Bí thư là Trường Chinh, thành phần lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này hầu hết đều kém Hồ Chí Minh từ 10 tuổi trở lên. Đó là những nhân vật quen thuộc có tiểu sử năm sinh rõ ràng. Duy nhất một nhân vật tên Vũ Anh, hiệu là Trịnh Đông Hải, từng hoạt động cùng với Hồ Chí Minh ở Trung Quốc là không rõ năm sinh, quê quán, tiểu sử. Mấy năm sau đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2 năm 1965 thì Vũ Anh Bình biến mất, không dấu tích. Cũng tại Đại hội Đảng lần thứ 2, Hồ Chí Minh hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Đảng vào tay của mình, kiêm cả Chủ tịch nước. Tại Đại hội Đảng lần thứ 2 và cả năm sau này, các ủy viên Bộ Chính trị đều kém Hồ Chí Minh từ 10 tuổi trở lên. Nhân vật có độ tuổi xấp xỉ Hồ Chí Minh là Tôn Đức Thắng, người duy nhất được các cháu nhi đồng hay thân thương gọi sánh ngang với Hồ Chí Minh như gọi Bác Hồ, Bác Tôn, lại không có mặt trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam suốt thời kỳ Hồ Chí Minh làm lãnh tụ Đảng Cộng sản. Với độ chênh lệch tuổi tác này, Hồ Chí Minh có được sự vị nể của những bậc hậu sinh. Cách xưng hô gọi Hồ Chí Minh thân thương, thân mật như các chú cũng là cách thể hiện uy quyền của bậc bề trên trong văn hóa làng xã Việt Nam. Việc chênh lệch tuổi tác cộng với địa vị sẵn có khiến cho người lãnh đạo có uy đã đành, nhưng còn có thêm một lợi thế khác là các đồng chí còn lại ở lứa tuổi ngang nhau muốn phấn đấu để vượt qua mặt nhau đều phải cầu cạnh người lãnh đạo lớn tuổi lại có vị thế cao nhất. Vì chênh lệch tuổi tác như thế nên Hồ Chí Minh thường được gọi là Cụ Hồ. Sau thời gian Hồ Chí Minh, thế hệ lãnh đạo trong Đảng Cộng sản thường sàn sàn bằng tuổi nhau, từ thời của Lê Duẩn đến thời Nông Đức Mạnh đều như vậy. Ở nhiệm kỳ đầu tiên thay thế Nông Đức Mạnh, ít ai gọi Nguyễn Phú Trọng là Cụ Tổng, nhưng đến nhiệm kỳ thứ hai, các quan chức trong bộ máy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đều gọi Nguyễn Phú Trọng là Cụ Tổng, cho nên tên gọi này đã lan ra cả bên ngoài. Trên bài viết của một số Facebook cá nhân, điều này rút lại những kẻ viết báo lề trái nếu nhắc đến tên của Nguyễn Phú Trọng là Cụ Tổng thì hẳn chúng có liên quan mật thiết đến Đảng Cộng sản Việt Nam mới chịu ảnh hưởng như vậy, hoặc chúng cố ý dùng vậy để xây dựng hình tượng của Nguyễn Phú Trọng thành lãnh tụ tối cao. Nhiệm kỳ thứ hai chính là nhiệm kỳ Nguyễn Phú Trọng đưa ra vấn đề cơ cấu trung ương 3 độ tuổi. Nhưng rất oái oăm, thay ở độ tuổi thứ nhất chỉ có mình Nguyễn Phú Trọng độc tôn. Ở độ tuổi thứ hai thì có Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng kém Trọng 9 tuổi, còn lại đều kém Trọng 10 tuổi trở nên. Trọng trở thành bậc cha chú trong Bộ Chính trị. Việc Hồ Chí Minh và các lãnh đạo trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thời ông ta có độ tuổi chênh lệch, có phải chủ tịch của Hồ Chí Minh hay khách quan tình thế lúc đó là như vậy? Đến nay không ai rõ điều này, nhưng chuyện rõ ràng chênh lệch độ tuổi giữa các cấp dưới đã tạo thêm cho Hồ Chí Minh được kính trọng là chuyện có thật xảy ra. Nguyễn Phú Trọng không thể có được tầm ảnh hưởng của người khai sinh ra chế độ Cộng sản Việt Nam như Hồ Chí Minh, nhưng bằng bản chất ma mãnh lại nghiên cứu kỹ về bản chất Cộng sản và văn hóa Việt Nam, Trọng đã chọn lọc và rút ra từ quá khứ những gì có lợi cho mình để áp dụng, đưa mình thành một nhân vật được kính trọng trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Đó là cách đẻ ra cái cơ cấu 3 độ tuổi của mình, Trọng được làm bậc lão làng. Cái lão làng Trọng tạo ra mà không cần những nguyên nhân khác quan khách quan như Hồ Chí Minh. Vì thế lão làng được cấp dưới kính nể, Trọng tạo ra được nhờ mánh khóe lưu manh, biết tận dụng tâm lý đồng chí của mình. Ở lứa tuổi sàn sàn nhau tất sẽ sinh ra động lực tranh đua, nhất là trong chốn quan trường của Cộng sản thì cuộc tranh đua càng nhiều thủ đoạn tinh vi. Những đồng chí ở lứa tuổi sàn sàn đang tranh đua ấy cần phải có một vị trọng tài, một người cao tuổi đứng ra để làm chỗ phân xử. Ở hoàn cảnh ấy thì ai cũng muốn phải được lòng Nguyễn Phú Trọng. Sự phán xét của Nguyễn Phú Trọng về nhân vật nào tốt hay xấu đều ảnh hưởng rất lớn đến số phận và tương lai của nhân vật ấy. Một nhận xét xấu dẫn đến được đồng tình trong Bộ Chính trị vì các ủy viên còn lại đều nghĩ bớt đi một đối thủ cạnh tranh hoặc có kẻ khác đã chịu trận thay cho mình. Dù cách cho đồng chí tranh giành nhau để lấy quyền lực cho mình là phương pháp mà nhân vật Bí thư Cộng sản trong tác phẩm Lối thoát cuối cùng của nhà văn Churchill đã miêu tả,
Ở đây, ở cách này Trọng sử dụng tinh vi hơn là chỉ dùng biện pháp bắt lỗi, tức chiến dịch làm trong sạch đảng để gieo rắc lỗi lo sợ cho các đồng chí của mình. Tuyệt đối không khen ngợi bất kỳ đồng chí nào là ủy viên Bộ Chính trị từ miệng của Trọng. Việc khen ngợi một nhân vật trong đám ủy viên Bộ Chính trị sẽ gây bất mãn và thất vọng cho một số còn lại, vì họ nghĩ cuộc đua đã kết thúc và đã có kẻ chiến thắng. Với kiểu sắp đặt gian manh như thế này, khó ai trong đám ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam dám đề nghị Trọng về hưu vì quá tuổi. Bởi thế, nếu đề nghị ắt kẻ đó thành đối tượng Trọng dồn sức triệt tiêu và các đồng chí khác cũng nhân cơ hội để hùa theo đánh hội đồng để lấy lòng Trọng và loại đối thủ của mình. Trường hợp vừa qua là Đinh Thế Huynh chớm ốm, Trọng đã chỉ đạo cho Trần Quốc Vượng thế chỗ cho Huynh trên cương vị thường trực ban bí thư. Huynh cũng từng mơ ước chức tổng bí thư nên đã nghe theo Trọng, đồng tình trong việc kỷ luật Đinh La Thăng. Nay chính Huynh cũng bị các ủy viên Bộ Chính trị khác đồng tình để cho Trọng loại Huynh ra khỏi cuộc chơi. Giờ đây Huynh đã khỏe lại, muốn đi làm nhưng Trọng lờ đi, không đưa ý kiến gì. Huynh không thể tự mình đòi Trần Quốc Vượng trả lại chức vụ. Số phận chính trị của Huynh trở thành lơ lửng như ra rìa khỏi cuộc chơi quyền lực. Cái khoảng cách tuổi tác tưởng như không quan trọng lại cực kỳ quan trọng trong cơ cấu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là vậy. Nhất là nó trong bối cảnh tranh giành sâu xé nhau để ngoi lên. Nó cho Nguyễn Phú Trọng thành một kẻ có quyền lực phán xét các ủy viên Bộ Chính trị khác. Và ai cũng muốn bỡ đỡ Trọng, từ cụ Tổng được gọi ra là như vậy, để ví Trọng quyền lực không khác gì Hồ Chí Minh. Nếu xét theo chủ nghĩa tôn thờ lãnh tụ ở Việt Nam, những bậc cựu nguyên thủ còn sống cần phải chấn chỉnh thái độ mạo phạm của Nguyễn Phú Trọng khi để người ta gọi bằng cụ Tổng. Gọi thế khác nào Nguyễn Phú Trọng ngang hàng với Hồ Chí Minh, ngạo mạn hơn là Trọng còn để cho báo chí đôi lần bóng gió gọi Trọng là Minh Quân, như đã từng ca tụng Hồ Chí Minh. Nguyễn Phú Trọng là một ủy viên Bộ Chính trị lão làng nhất hiện nay. Bộ Chính trị là nơi đầu não điều hành đất nước. Thử hỏi những nợ nần thua lỗ hay những thứ tệ hại khác đang xảy ra trên đất nước Việt Nam này. Gần 20 năm ở trong Bộ Chính trị, Nguyễn Phú Trọng có thể hiện được điều gì mà đến khi sắp chết dùng mọi thủ đoạn bám lấy cái ghế Tổng Bí Thư và để cho thiên hạ gọi mình là cụ Tổng với Minh Quân. Chỉ bằng một chiêu thức đơn giản là hơn người ta về nhiều tuổi, Nguyễn Phú Trọng đã đặt mình vượt hẳn các ủy viên Bộ Chính trị khác bởi tính đua chen. Nếu như không có tham vọng đua chen nhau giữa những người cộng sản, chắc hẳn chiêu thức này của Trọng bị vô giá trị. Cuộc đua chen ở trước thềm Đại hội 12 giữa các ủy viên Bộ Chính trị sàn sàn tuổi nhau đã dẫn đến tất cả về để cho Trọng lớn tuổi hơn ở lại. Giờ đây càng lớn tuổi hơn, số ủy viên Bộ Chính trị còn lại, ưu thế của Trọng càng ngày càng phát huy hơn nhiều qua chiêu bài xử lý cán bộ làm trong sạch đảng. Với chiêu thức này, có lẽ không có chuyện Nguyễn Phú Trọng sẽ về hết nhiệm kỳ 13 này, mà có thể còn tiếp tục nắm quyền bước sang Đại hội 13 sắp tới. Nguyễn Phú Trọng nếu chưa chết, y vẫn còn tiếp tục làm Tổng Bí Thư mà không ai dám ngăn cản. Nguyễn Phú Trọng không phải mất nhiều công sức bôn ba như Hồ Chí Minh. Cuối cùng thì ông ta cũng tự mình thành cho chúng rằng ông ta chẳng kém gì Hồ Chí Minh, thần thánh kia cả. Ông ta, Nguyễn Phú Trọng rốt cục cũng là cụ Tổng như người ta gọi cụ Hồ, cũng thành Minh Quân như Hồ Chí Minh. Trước tháng 9 năm 2018, thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng chưa trở thành Tổng tịch, với việc soán ngôi hai vị thế quan trọng nhất, đó là ghế Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước, kịch bản biến động trong giới chính trị Việt Nam đã tính tới phương án Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ mà do đó sẽ đổi để lộ ra khoảng trống quyền lực, để sau đó là cuộc đua tranh chủ yếu giữa ba nhân vật Trần Quốc Vượng thường trực Ban Bí Thư và ông Trần Đại Quang đã bị chết và Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng. Trong đó ứng cử viên số 1 là Nguyễn Phú Trọng tin dùng hơn cả, kèm nhận lời khen làm việc gì ra việc đó, đó là Trần Quốc Vượng. Nhưng cho đến giữa năm 2018 vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng thực hiện lời cam kết. Đại hội 12 là sẽ từ giã chính trường vào giữa nhiệm kỳ 12, sau đó ít lâu tháng 9 năm 2018, Trần Đại Quang thình lình đột tử. Ngay khi đó, không phải Trọng mà là Quang
đã để lộ khoảng trống quyền lực khá hấp dẫn, cho dù cương vị của Chủ tịch nước vẫn đang thường bị xem là hữu danh vô thực. Ngã rẽ bất ngờ khi Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành Tổng tịch vào tháng 10 năm 2019, với độ tập trung quyền lực cao độ chưa từng có kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn vào những năm 60 của thế kỷ 20, cũng tạm thời chấm dứt hy vọng ngoi lên của những quan chức cao cấp khác. Nó cũng tạm thời chấm dứt cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực cho ghế cao nhất trong đảng và đưa cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư vào đường một chiều, với biển báo chỉ đường duy nhất mang tên Nguyễn Phú Trọng chứ không phải ai khác. Hiện tượng bề mặt mô phỏng cho tình thế một chiều như thế là vào sau thời hậu Trần Đại Quang, hàng loạt quân tướng của lính tráng của Quang đã bị chóc nã, trong khi các bài viết thông tin không chính thức đấu đá nhau thưa hẳn trên mạng xã hội. Cần nói thêm là thông tin không chính thức là một khái niệm của Đảng cầm quyền nhằm ám chỉ những thông tin, tin tức từ nội bộ Đảng Cộng sản tuồn ra ngoài và được đưa lên mạng xã hội hoặc truyền khẩu để định hướng dư luận, nhưng chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan nào của Đảng hay chính quyền thừa nhận nó. Nhưng bầu không khí đầy kích động của thời tiền Đại hội 12 đã trở thành chính trường Việt Nam sau tháng 4 năm 2019, tức sau thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng thình lình bị một cơn bạo bệnh ở xứ Kiên Giang, nhà bà X Nguyễn Tân Dũng. Cơn bạo bệnh trên có vẻ cấp tính và nguy hiểm đến mức chẳng bao lâu sau đã xuất hiện kịch bản về chuyển giao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng cho người khác. Rõ ràng là khoảng trống quyền lực mà Nguyễn Phú Trọng để lại từ bỏ là miếng bánh hấp dẫn hơn rất nhiều so với thời ông ta chỉ là Tổng Bí thư, tạo sức hút thơm ngậy và mê dại đối với các quan chức khác trong nội bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dư luận nội bộ cũng ngày càng phổ biến câu nửa miệng, lực bất tòng tâm, nhằm ám chỉ một Nguyễn Phú Trọng rất có thể là không còn mới đối với Đại hội 13 sắp tới. Tuy chẳng ai dám công khai nói về tương lai nhắm mắt xuôi tay của ông ta. Âm binh bắt đầu nổi lên ngay dưới gầm bàn của Nguyễn Phú Trọng. Sau lần Nguyễn Phú Trọng phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 năm 2019, hầu như chắc chắn vấn đề sức khỏe suy sụp đang là thách thức lớn đối với ông ta, chứ không phải là cú vỗ mặt nổ đom đóm của Trung Cộng ở bãi Tư Chính. Vào tháng 10 năm 2019, Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên phải thú nhận ông ta cũng đang là một bệnh nhân. Trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, sự thú nhận này cho thấy quả thật, sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đã trở nên nan giải đến mức ông ta không thể thực hiện được chuyến công du Hoa Kỳ trong năm 2019 theo kế hoạch mà còn chứng biết sẽ xuôi tay vào bất cứ lúc nào. Quy luật thường thấy trong chính trường là độc tôn quyền lực cá nhân đủ lâu hoặc quá lâu sẽ càng sinh biến nội bộ một khi cá nhân đó phải chấm dứt quyền lực. Trường hợp của Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể đang và sẽ đang là như vậy. Kịch bản xung đột quyền lực trong chính trường Việt Nam diễn tiến theo hướng mức độ xung đột quyền lực tỷ lệ nghịch với tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng. Tức nếu Trọng còn khỏe hoặc tạm thời còn nắm quyền chỉ đạo toàn diện cho dù bị hạn chế đáng kể về khả năng vận động tứ chi, xung đột quyền lực dưới chân ghế của ông Trọng vẫn chỉ là ngấm ngầm với mức độ bình thường. Nhưng nếu ngược lại sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng xuống nhanh thì cuộc tranh giành khoảng trống quyền lực sẽ càng có khuynh hướng lộ thiên và sống mái hơn. Sau khi Nguyễn Phú Trọng phải thú nhận là bệnh nhân cùng với cảnh tượng Đài truyền hình Việt Nam vô tình phát đi hình ảnh Trọng đi đứng loạng choạng trong cuộc tiếp những người anh em xã hội chủ nghĩa Lào. Không nghi ngờ gì nữa về lời dã từ chính trường được ông ta nêu ra một cách không chính thức, tương ứng với việc Trọng không thể chạy đua đến Đại hội 13 mà sẽ nửa đường gãy cánh. Nhưng thực ra, sự ra đi của người này sẽ là nỗi vui sướng và niềm hy vọng của kẻ khác. Cuộc chiến của những kẻ được xem là ngang cơ cũng bởi thế sẽ tưng bừng và khắp nơi sẽ nổi lửa lên em cho đến khi Đại hội 13 kết thúc. Kịch bản vua của chính giới Việt Nam giờ đây rõ ràng đang nghiêng về khả năng Minh Quân Nguyễn Phú Trọng không còn trụ nổi cho đến Đại hội 13. Đồng thời, danh sách các ứng viên tuy Trọng đã trở nên dài hơn và ngoài Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc còn có Quân hậu Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội hiện nay. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt đơn thư tố cáo nội bộ, bài viết đấu đá lẫn nhau tung như bướm bướm trên mạng xã hội trong bối cảnh trên.
dày đặc hơn hẳn khi Nguyễn Phú Trọng còn chưa bị bạo ích. Những bài viết này cũng được xem là thông tin không chính thức. Cho tới nay đã có hai con sóng thông tin không chính thức lan tràn trên mạng xã hội và tác động mạnh đến dư luận xã hội và nội bộ lẫn dư luận xã hội một lần trước Đại hội Trung ương 10 vào tháng 5 năm 2019 và lần kế tiếp trước Đại hội Trung ương 11 vào tháng 10 năm 2019. Thậm chí cái bóng ma quái dữ dội của trang Chân Dung Quyền Lực từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội, thu hút ghê gớm dư luận xã hội và tác động kinh khủng vào nội bộ vào khoảng thời gian cuối năm 2014, đầu năm 2015, đang trở lại với chính trường Việt Nam, nhưng đã biến thể sang những bút danh khác và nội dung đối tượng cũng công kích cũng khác. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thị Kim Ngân đột nhiên bị đánh tả tơi vào thời gian ngay trước Hội nghị Trung ương 11, khi nổ ra vụ báo Nam Hàn bỗng dưng có được tin 9 người trong đoàn của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi Nam Hàn vào cuối năm 2018 đã bỏ trốn ở lại quốc gia này, đến nay vẫn chưa phát hiện số người đó đang ở đâu. Cứ với đà này, con sóng thông tin không chính thức lần thứ 3 sẽ trào lên vào khoảng thời gian trước Hội nghị Trung ương 12, có thể diễn ra vào cuối năm 2020 này và hẳn sẽ dữ dội hơn hẳn với hai con sóng trước đó. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.